Ui, ui, mọi người gọi tức ngực luôn. Ui, quả như ùm. Rồi. Nó về rồi. Nó về rồi. Clip 6 anh em. Nó về đây. Quay lại lần thứ N anh em ạ. Quá 5m là 6 đi 150. Thôi đó đang bút thả đoạn thôi. Ôi thả nhẹ lên rồi nha. Ôi gió này quan trọng gì? Cái gì nó to bé à? Nhưng nan này có vẻ hơi mềm, nó to quá ấy, quắt năm nhỉ. Nếu mà mình điều mình chơi làm dẻo dẻo này dễ thả này. Loại này một người tung nhẹ quá. Con này gần 8 mét anh ạ. Đâu đi 170. Chân là đây ăn thôi. Cả cho chị 15 triệu nữa. Con diều gần 8 mét anh em. Đi 2-30 chuẩn bị bay anh em. Biết có lên được không? Trên trời đang rất nhiều diều đang bay đây. Trời đang rất nhiều siêu phẩm. Toàn nhất còn đông nữa. Ok luôn phải không anh? Ôi, quá tuyệt vời luôn đấy. Khó nhất chỗ vùng này anh em, chưa có con nào có vùng. Anh em mình đeo tai nghe để thưởng thức được âm thanh của nó. Mình đeo tai nghe nghe âm được cái gì? Đấy. Trăm. Sớm anh em ạ. Con này đêm một giáp vào nhà đúng khả năng thôi. Châu đang thích chim anh em ạ. Châu đang thích ong. Số đơn. Kìa vô gì em. Bay
rơm bánh nhái choãng chuẩn bị bay. Với hít hít luôn không nghe gì. Châu Cộng Hòa, Cộng Hòa. Tôm ra đi đâm lại lần thứ ăn ở nhau. Đâm lại lần hai, chú diều nhất định mà không lên thì bẻ diều anh em ạ. Ở trên trời đang rất nhiều diều này mà tại sao diều mình thì không lên được? Mà mình thì có to hơn mấy đâu, có to hơn có vài mét thôi. Chỉ có to nhất thôi. Bộ này thì thôi cứ cờ quá mà cứ nhao hết sang bên này thì chắc phải bẻ lại chuông cờ đỏ sao vàng này. Rất nghịch luôn này. Này gần 8 mét anh em ạ, cũng đề 230. Đâm lại lần hai, chú diều nhất định mà không lên thì bẻ diều anh em ạ. Ở trên trời đang rất nhiều diều này mà tại sao diều mình thì không lên được? Mà mình thì có to hơn mấy đâu, có to hơn có vài mét thôi. Chỉ có to nhất thôi. Bộ này thì thôi cứ cờ quá mà cứ nhao hết sang bên này thì chắc phải bẻ lại chuông cờ đỏ sao vàng này. Rất nghịch luôn này. Đâu? Đây. Tết đi, đang tắt đây anh ơi. Con này kia chắc bay không phải thai. Đây, hai con đứt dây. Ôi, ba con luôn. Ôi, con này lằng đầu rơi thẳng xuống này, may không mất này. Đây, con này rơi thẳng đầu xuống này. Đấy. Con kia đứt dài dây hơn, có thể bay xa hơn đấy. Anh như con này mấy mét à? Con VinFast anh em ạ. Quá to luôn đấy. Tung ấy thì bé là không phải là bay màu ấy. Vỡ đầu. Quả này to quá. Tôi chắc phải đứng sau cho anh em xem. Ngọn rung rơi của tầm 25 quả anh em. Ôi, bỏ. Ôi.
ngoạn đến nỗi là nó khỏe anh em ạ. Nếu mà bùng ngoạn vào thì thả thoải mái. Nhau rồi, nghe cú nhỉ, cú đuôi hơi trùng này, em buộc thêm buộc lại đuôi kìa, không đuôi đẩy tí nữa đây, đuôi tuột dây rồi, buộc lại đuôi đi, đuôi đang tuột dây đây, đấy tuột hết rồi kìa, buộc đuôi. Giao cho cong tí nữa đuôi nó dèo, nó không bao giờ nó no bị ngặt. Dèo dèo đi, không phải dèo của em anh ạ. Nếu mà cho cong đuôi tí nữa nó không sợ ngặt. Cái này thấy ai ập hay dái nó không lái được. Bộ này chắc bộ cưa. Chắc cưa quải. Cưa quải. Chính ra bộ cưa nó là nhiều ngọn thì nó là cưa, chứ thực chất ra nó vẫn là quải. Nhiều ngọn nó cắt hơn thì gọi là cưa. Đâm cũng phải đèo đèo đèo. Con này lên này, em phải xem lúc con này lên hả? Đúng rồi. Cưa nha mà. Cưa máy trẻ anh. Ăn xong hết rồi. Quả này đâm mấy lần rồi nhưng mà do lèo cừ này làm sao mà lên được phải không anh? Quả này cho lèo cừ trông chờ nhất là con chữ T này. Anh em cũng nghe siêu phẩm ụt ụt nhá. Bạn ui ụt 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 cả. Hơi mềm anh em, nếu mà cứng hơn tí nữa là đẹp. Nghe nhớ này, điều đó phải xe lên rồi phát thẳng đứng. Dầm phát là cứ gọi là phát lên luôn anh em. Ôi, chỗ này gọi là loạn võ lâm rồi. Châu anh em ạ, châu điên. À, đâu không phải, không phải châu điên. Có tiền cái. Đây. Đấy. Châu điên anh em ạ. Công bộ này đơn D bao nhiêu anh nhỉ? Rồi. Bao nhiêu quyền anh ạ? Châu gọi là mua, gọi là siêu lồi đấy. Anh em cùng ngắm quả sáo nhé. Ui, anh em nhìn quả sáo biết tầm như thế nào đấy. Thôi anh đừng quay mà nó phát tiếp đấy. Cô làm việc kiểu sao vui vậy? Lên rồi anh ạ. Ui. Lên rồi. Ui được. Ui được. Ui rồi. Ui nhá, chủ điều anh em nhá. Lên đâu ui. Chẳng lạch nữa chẳng thế. Chẳng lạch. Lan này. Lê này nhầm ạ. Lê này nhầm ạ. Ui, nhìn mùi cái nhào. Quá lên nhỉ. Ui. Ui. Đứt người anh em ạ. Đứt người còn nào. Đứt người. Ui, ui, ui. Dậy, dậy, dậy. Ui. Ui. Ôi không sao anh em ạ, may vẫn nảy nguyên. Nảy nguyên luôn. Đấy, bò đâm lần thứ N. À, tiếp theo là con bẹn anh em. Bẹn chim chích chè.
Ui dồi, anh nhìn quả mà ngọn nó không buộc vào, nó cũng vật vẹo anh. Nghiện chứ chưa? Hoa quả anh em ạ. Hoa quả quấn chỉ cung chanh. Hoa quả con này đê bao nhiêu nhỉ? Con này đê 89 đây ạ. Đê 89, con này 5 mét nhỉ? 5 mét rưỡi. Đê 89. Người 9 quả anh em ạ. Đê 89, người 9 quả. Cũng con diều 5 mét rưỡi. Chim trích, chim chào mào anh em. Biện chào mào. Con này đê bao nhiêu thành nhỉ? Mày thả không? Tại thả này. Anh phải thả này, anh phải thả nó cả. Thả nó là thả cái gì? Không đồng ý mà nó kéo ngược đấy. Kéo sợ nhỉ. Chơi diều to là bất anh em ạ, nó cũng phải là ngao bụp. Diều không ngao bụp thì người phải ngao bụp rồi. Con này anh có thu lèo à không, xong nó nghịch chứ nhở? Có mà tắt lèo thu xong nghịch chứ nhở, hay cung cứng ở nhà chưa thả con này lên mà sao luôn. Thế là cung cứng này nó khó lên, làm cung mềm dễ lên. Thank you.